Sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe đang trở thành xu hướng tiêu dùng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đón đầu xu thế này thì việc cung ứng, phân phối cũng nở rộ làm cho thị trường bị nhiễu loạn. Những sản phẩm vốn không dễ dàng tiếp cận cả thông tin lẫn nguồn cung ứng. Vậy làm sao để có thể mua được đúng sản phẩm, đúng chất lượng và đúng giá là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Biết được thông tin về những lợi ích mà sắc vừa rồi nhụy hoa gậy tay, loại thảo dược đặc biệt của vùng Trung Đông được chứng minh là tốt cho sức khỏe. Nhưng khi đi tìm mua về sử dụng, chị Vân Hương thực sự thấy bối rối. Những băn khoăn này là chính đáng khi mà giá 1 gram saffron đang ở mức 200 đến 350 ngàn đồng, tức là một ký có giá đến 300 triệu đồng. Theo tôi được biết thì trên thị trường Việt Nam rất nhiều mà là hàng trôi nổi và sách tay và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, chị Hương cũng như nhiều khách hàng đã có thể yên tâm, tại Việt Nam đã có một công ty độc quyền nhập khẩu loại thảo dược này từ công ty duy nhất đạt đủ các chứng chỉ quy định về sản xuất và an toàn thực phẩm của thế giới tại Iran, quốc gia chiếm đến 80% sản lượng saffron trên thế giới. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, hiệu quả của nhụy hoa gậy tay đã được thấy rõ. Mình mới sử dụng saffron được một thời gian nhưng mà thấy tác dụng rất là tốt và thấy rất là hài lòng. Và sau khi càng tìm hiểu và càng cảm nhận thì lại thấy nó tác dụng rất tốt cho sức khỏe hàng ngày. Đây cũng là nơi mà người tiêu dùng có thể tận mắt thấy và phân biệt được các loại saffron với những chủng loại và thương hiệu khác nhau, được hướng dẫn cách thức sử dụng để đảm bảo phát huy tác dụng của loại thảo dược được xem là vàng đỏ này. Đây là cách để làm mạnh hóa thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe vốn dễ bị nhiễu loạn bởi sự thiếu thông tin như trước đây.